Rồi xin chào tất cả mọi người, chúng ta lại tiếp tục đến với series chuỗi so sánh hoặc là giới thiệu một lúc hai mẫu xe nha. Ngày hôm nay thì chủ nhân của video là hai chiếc xe, một chiếc xe của Galaxy LB400. Đó, đây chiếc màu xanh này là chiếc Galaxy LB400 nè. Đó. Rồi ha. Màu xanh đen. Đó. Rồi, chiếc màu đỏ bên này là chiếc Galaxy TCV19. Đó. Và tại sao hai chiếc xe này nó được đặt chung một chỗ thì đó là ngày hôm nay hai mẫu xe này được đến từ thương hiệu của Galaxy nha. Đó. Và nó có giá dưới 10 triệu đồng. Rồi, cùng nhau tham khảo chi tiết nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với con TCV19. Đây, chữ TCV19 nó nằm ở đây nè. Đó. Xe này thì cả hai xe thì ở dọc cái khung sườn á chúng ta thấy có chữ GLX nè. Ở phía bên kia thì GLX màu xanh trắng, còn cái này là GLX màu xám. Nó được sơn lên xe luôn nha. Cái này rất là mướt luôn. Đó, là thấy không? Rồi, xe này sử dụng TCV19 sử dụng của thằng Shimano Tourney ở gạt đĩa trước. Dò dĩa là của thằng gì đây, Sulen. Đó, của Sulen nha. Đó, chữ Sulen nè mọi người. Rồi, ở phía sau là sử dụng của Shimano Tourney luôn. Rồi, chiếc xe này sử dụng phanh vành nè. Đó, phanh vành. Đó, cái này cả hai xe đều có những rất là nhiều điểm chung nha, tại vì nó cùng một mẹ là của thằng Galaxy. Chính vì vậy mà chúng ta thấy nè, trên cái cốt yên, rồi trên cái yên xe nó cũng đều thể hiện là của Galaxy hết nha. Ở sản phẩm bên này cũng vậy nè, chúng ta thấy không, cái cốt yên và cái yên xe. Đó. Về chất liệu của thằng Galaxy thì đây là một trong những mẫu xe mà dưới 10 triệu mà ăn chắc mặt bền nha. Nếu như mọi người yêu thích một chiếc xe đạp đua mà điều kiện kinh tế thì không thực sự là có quá cao, chỉ có đâu đó tầm dưới 10 triệu thôi, thì hai mẫu xe này là chúng ta cần phải tham khảo, không nên bỏ qua nha. Galaxy thì thương hiệu nổi tiếng từ đó giờ rồi, nó có rất là nhiều mẫu nha, touring nó cũng có nè, xe đạp đua nó cũng có, và cả địa hình nó cũng có luôn. Đây là một trong những mẫu xe cực kỳ đa dạng luôn. Rồi đây nè, sử dụng ở phía của hàng TCV19 là sử dụng tay lắc nha mọi người. Đây, tay lắc nè. Mọi người thấy không? Lắc nhẹ với lại lắc mạnh. Đó, cảm giác rất là sướng luôn nha. Khi mà mình lắc cái hàng xe nè, ở trên đây nó cũng thể hiện là của Tourney nè. Lắc nhẹ nè, lắc mạnh nè. Đó. Nó sẽ kéo cho chúng ta cái đĩa và cái líp nè, cái gạt đĩa trước nè với lại cái líp sau nè. Đó, rất là xịn sò, nhẹ nhàng luôn. Cái này là của hàng TCV19 nha. Để Duyên quay một vòng nhẹ cho mọi người theo dõi cái về cái nét đẹp của chiếc xe cuộc này. Đó, yên rất êm ái nha. Xe này có màu đỏ. Giá bán của con TCV19 này là 7.490.000. Đó, cái này là vô tan nè. Xe đã có bọc cái da, cái bọc, cái này là cái gì đó, nói chung là bọc lại rồi, rất là êm, cũng không biết chất liệu gì nữa, rờ vô không cảm nhận được luôn. Chỉ biết là nó rất là xịn và êm tai thôi. Rồi đó, một vòng nha. Rồi bây giờ qua đến con Galaxy LB400. Rồi giá bán của em nó là 4.850.000. Có rất là nhiều màu luôn nha, rất nhiều màu để cho mọi người tham khảo để coi cái size này nó là bao nhiêu. Frame size là 46.5. Frame size 46.5. Rồi, này nó có gì nổi bật? Xe này, riêng chiếc này là có hai cái thắng luôn nha, hai vị trí để chúng ta sử dụng thắng. Một là ở đây và hai là ở đây. Đó, nó làm theo kiểu dạng tích hợp rất là hay luôn. Rồi sử dụng của phần gạt đĩa và gạt líp là của Shimano. Chúng ta thấy không, ở chỗ này nè, chúng ta sẽ kéo lên kéo xuống chỗ này. Khi chúng ta đặt cái tay lên, chúng ta sẽ bấm lên bấm xuống này. Xe này nó sẽ đang cho chúng ta là 3 đĩa và
đến 7 lít nha. Này 7 lít nè. Đó. Vị đồng bô tang của Galaxy hết. Có một điều là chiếc xe này nếu mà mọi người mua về mọi người nên bọc cái tay nắm này lại xíu. Tại vì nó hơi nhỏ, một phần nó hơi nhỏ, một phần nó cũng là chất liệu nó mình không nên tiếp xúc trực tiếp với nó thì nó sẽ không về đường lâu đường dài nó sẽ không có được êm cho lắm. Cái này là mua về cái ghi bọc ghi đông không có bao nhiêu hết, mọi người nên trang bị thêm nha. Đó, bên Tâm Đức có bán luôn. Xe này thì sử dụng ở phía trước là thắng gom, ở phía sau cũng vậy luôn nha. Rồi có đặc điểm gì nổi bật không? Xe này có trang bị cho chúng ta chống luôn rồi. Có bàn đạp rồi yên cũng của Galaxy luôn, khá là êm, đảm bảo trong quá trình chúng ta đi đường dài là không có sợ mỏi nha. Nó phù hợp, thiết kế rất là phù hợp với cái dáng chúng ta ngồi nè, cái chỗ này nó bo rất là đẹp, rất là xanh. Rồi màu xanh cũng khá là đẹp ha. Xe có cái dây thì đi âm sườn, còn cái này thì đi dọc với cái đường xéo của sườn rồi thì sẽ rất khó để mà nhận ra. Không sao hết, nói chung là thiết kế của Galaxy là đã vốn dĩ nó đã đẹp rồi, mọi người mua về chỉ việc chạy thôi. Có xe là B400 này lâu lâu chúng ta độ thêm cái bọc ghi đông nó thôi là xong rồi. Đây ở cái này sử dụng gạt đĩa trước của Tunay luôn. Tunay mà bản này là bản Tunay TZ nè, ở phía sau là Shino Tunay. Khung sườn khá là chắc chắn và xịn sò nha, đảm bảo mọi người là xe này đi về rất là bền luôn. Rồi nhìn một cách tổng thể của hai em nó một lần nữa nha. Đây ở gần màn hình là chiếc Galaxy LB400 4.850 và ở phía xa đó là Galaxy TCV19 7.490. Rồi đây là những mẫu xe của hãng Galaxy rất đẹp và rất xịn sò nha. Mọi người có yêu thích mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay với số hotline để phía dưới phần mô tả. Chúng ta sẽ được tư vấn cụ thể hơn về giá xe và về cái cách mà vận chuyển như thế nào để mà xe về đến tận nhà mọi người nha. Rồi, về vấn đề kỹ thuật, về tất cả mọi vấn đề mọi người thích thì hãy comment bên dưới để mà team media của kênh YouTube Tâm Đức sẽ cố gắng để nghiên cứu và đưa ra những video clip nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này và đừng quên nhấn like, share và subscribe giúp giùm cho kênh Tâm Đức Cycle. Bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.